Chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp để chỉ đạo việc tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ, ảnh hưởng của cơn bão số 3 và chủ động ứng phó với mưa lũ sạt lở đất trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp. Trước tình hình mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các bộ ngành địa phương tiếp tục huy động tối đa nguồn lực và các lực lượng để ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Trước mắt các địa phương vùng bị ảnh hưởng bão hạn chế các hoạt động khác, tập trung cho việc cứu trợ cứu nạn, triển khai các phương án tiếp cận người dân để hỗ trợ đồ ăn nước sạch, giúp đỡ người dân vượt qua thời gian khó khăn, sử dụng các phương tiện biện pháp để tiếp cận nhanh những vùng bị chia cắt do lũ lụt. Bên cạnh những việc đã phân công theo đúng chức năng, nhiệm vụ từng bộ ngành địa phương, các lực lượng phải chủ động bám sát để thực hiện, không chờ đợi sự chỉ đạo hỗ trợ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần phát huy vai trò lực lượng quân đội, công an trong tham gia cứu trợ nhân dân, phải chuyển tận tay đến người dân những nhu yếu phẩm cần thiết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ tiếp tục kiểm tra cầu cống, đê điều, phát hiện những vùng nguy cơ bị sạt lở để gia cố kịp thời. Các địa phương cần phối hợp tốt trong việc xả lũ, khẩn trương khắc phục giao thông, thông tin liên lạc, điện lực, tiếp tục huy động lực lượng quân đội, công an, y tế, giao thông, tập trung cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn nhất là các vùng khó khăn, khôi phục các cơ sở y tế, giáo dục, đảm bảo vệ sinh, môi trường phòng chống dịch bệnh.